phụ huynh đánh nữ giáo sinh nguy cơ sảy thai mong được bỏ qua. Bà Phan Thị Nghĩa, phụ huynh xông vào trường mầm non đánh nữ giáo sinh Phan Thị Hiền nguy cơ sảy thai. Và bắt quỳ, chiều ngày 2 tháng 4, đã đến nhà cô giáo Hiền để xin lỗi, mong được tha thứ, bỏ qua. Chiều ngày 2 tháng 4, trước sự chứng kiến của Ban Công an xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, và gia đình của nữ giáo sinh Phan Thị Hiền, 21 tuổi, phụ huynh Phan Thị Nghĩa, 35 tuổi, trú phường Trung Đô, thành phố Vinh, đã đến nhà cô Hiền trình bày thư xin lỗi. Đến nữ giáo sinh này và gia đình, cùng toàn thể trường mầm non Việt Lào, toàn ngành giáo dục. Trong thư xin lỗi gửi cô Hiền và gia đình, phụ huynh đã đánh nữ giáo sinh nguy cơ sảy thai viết, do chưa tìm hiểu nguyên nhân sự việc, trong phút chốc nóng giận, nông nổi. Tôi đã hành hung cô giáo, dẫn đến sự việc không mong muốn. Tôi nhận mình đã sai trong sự việc này, và rất lấy làm tiếc. Đã gây ra dư luận không tốt trong những ngày qua, làm ảnh hưởng đến danh dự của cô giáo. Đây là bài học, kinh nghiệm sâu sắc về thái độ ứng xử trong cuộc đời tôi. Tôi thành thật xin lỗi, và mong tất cả mọi người tha thứ, bỏ qua. Ngoài ra, trong thư xin lỗi, bà Nghĩa cũng mong thông qua báo chí, được gửi lời xin lỗi đến các sở, ban ngành giáo dục, toàn thể các giáo viên, các cháu trường mầm non Việt Lào. Anh NV, chồng cô giáo Hiền cho biết, sau khi chị Nghĩa biết việc làm của mình là sai, đến nhà trực tiếp xin lỗi. Gia đình chúng tôi sẽ rút đơn, để cho chị Nghĩa có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình. Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ ngày 22 tháng 3, phụ huynh Phan Thị Nghĩa, mẹ cháu Trần DK, lớp mẫu giáo 5E, đưa con đến lớp 5E, trường mầm non Việt Lào, ở phường Trung Đô. Tại đây, cho rằng nữ giáo viên thực tập Phan Thị Hiền đã đánh con mình dẫn đến vết bầm tím ở chân. Nên bà Nghĩa đã xông vào vừa kéo tóc, vừa dùng chân đạp nhiều lần vào lưng, bụng cô Hiền, bà Nghĩa còn bắt nữ giáo sinh thực tập này quỳ xuống xin lỗi con mình mới buông tha. Bị hành hung nên cô Hiền bị đau bụng và ra nhiều máu. Nhà trường đã đưa cô Hiền đến trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An để khám và điều trị trong tình trạng bị chấn động, đau bụng, đe dọa sảy thai. Liên quan đến vụ việc trên, ngày 30 tháng 3, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can với Phan Thị Nghĩa 35 tuổi, trú phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, để điều tra về tội làm nhục người khác, theo Điều 155, Bộ Luật Hình sự 2015. Im lặng trong giờ giảng bạo lực tinh thần học sinh. Sự việc cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên dạy toán trường Trung học phổ thông Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, 4 tháng liền không nói trong giờ giảng, khiến học sinh khiếp sợ bật khóc tại buổi đối thoại công khai với lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo thành phố, gióng lên một hồi chuông cảnh báo về phương pháp giáo dục của người thầy nói riêng và mối quan hệ thầy trò nói chung. Nút thắt trong quan hệ thầy trò. Chiều 29 tháng 3, ông Bùi Minh Bình, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Long Thới cho biết, trường đã hoàn thành báo cáo để gửi Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Năm học trước, tôi cũng trực tiếp giải quyết khi nghe phản ánh cô Châu phạt học trò vì những em này học yếu. Tôi tìm hiểu và yêu cầu cô sửa chữa khắc phục. Còn hiện tại, nhà trường lo ổn định tư tưởng học sinh, phụ huynh, giải quyết gút mắt mối quan hệ cô trò. Tạm thời, cô Châu và em học sinh có phản ánh, vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Lớp 11A1 chưa có nhu cầu đổi giáo viên, nên cô Châu vẫn dạy. Còn hình thức xử lý cuối cùng như thế nào thì chờ quyết định chính thức của sở, ông Bình thông tin. Vì sao sự việc cô Châu lên lớp với phương pháp giáo dục có 102 hoàn toàn im lặng suốt 4 tháng đằng đẵng mà cả trường không ai hay biết, mãi đến khi một em học sinh không thể chịu ấm ức, bật khóc trong chương trình đối thoại vì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Phải chăng mối quan hệ thầy trò hiện nay trong nhà trường quá lỏng lẻo, còn bao nhiêu sự việc tương tự như cô Châu đang tồn tại, ai sẽ bảo vệ học sinh khi các em út ức, biết chia sẻ với ai? Trao đổi với phóng viên, một cán bộ phòng ban thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, dù với bất kỳ lý do gì, lỗi hoàn toàn cũng thuộc về người lớn. Chưa nói đến phương pháp giáo dục sai mà nói đến cách ứng xử thầy trò cũng không chấp nhận được. Lúc đó tại sao giáo viên chủ nhiệm không biết, nhà trường không biết để tìm hiểu sự việc đáng buồn này? Đâu rồi tình thương dành cho học trò? Ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ở góc độ của người giáo viên, những hành động như
không nói gì, chỉ viết bài lên bảng là quá sai. Học trò ở thời nào cũng vậy, sẽ có những em nghịch, học không giỏi, nhưng đó là điều bình thường ở môi trường giáo dục. Còn người thầy phải dùng phương pháp tình thương, trí tuệ, xem học trò như người em, người con của mình. Lấy sự tiến bộ của các em là niềm vui của nghề, thay vì dùng hành vi đối kháng để chống lại học trò, giả sử học sinh sai cũng không thể lấy cái sai của mình để đối đáp lại. Tại sao những lần sinh hoạt chuyên môn hay họp lớp với ban giám hiệu không thầy cô nào biết chuyện của các em? Lẽ nào mối quan hệ giáo viên học sinh lại rời rạc đến thế? Ông Ngai nói. Cô Nguyễn Thị Minh Ngọc, giáo viên trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Đinh Thiện Lý, bày tỏ nhà trường là nơi ngoài dạy chữ còn là nơi học sinh kết nối các mối quan hệ, là cuộc sống thu nhỏ với những mối quan hệ thầy trò không mấy tốt đẹp. Quá trình hình thành nhân cách và trí tuệ của học sinh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nghề giáo vốn nhiều áp lực, nên nếu giáo viên không giỏi chuyên môn và không có kỹ năng ứng xử sẽ rất thiệt thòi cho học sinh, dễ khiến các em trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực tinh thần. Thật ra để được học sinh thương không khó, người thầy cần có ba chữ trí, tâm, tầm. Trí là năng lực chuyên môn, tâm là tình thương dành cho học sinh. Mình thương các em sẽ cảm nhận được. Tầm nghĩa là tầm nhìn, là khả năng định hướng cho các em, vì dạy học là dạy cả tư duy, cô Ngọc chia sẻ. Giáo viên từng bị kỷ luật vì xúc phạm học sinh. Cô Trần Thị Minh Châu trong thời gian công tác tại trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, quận 4 đã khiến học sinh và phụ huynh khiếp sợ khi dùng lời lẽ phản cảm trên bục giảng xúc phạm học sinh, tạo mối quan hệ căng thẳng với phụ huynh và đồng nghiệp. Bắt học sinh chép phạt quá nhiều, báo Người Lao Động từng phản ánh. Ngày 16 tháng 1 năm 2012, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM đã ký quyết định thi hành kỷ luật cô Trần Thị Minh Châu với hình thức cảnh cáo. Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM cũng chấp thuận nguyện vọng của giáo viên Trần Thị Minh Châu chuyển công tác sang trường Trung học Phổ thông Long Thới, huyện Nhà Bè cho đến nay. Hiệu trưởng một trường trung học phổ thông tại quận 3 cho rằng hiện nay có một nguyên nhân sâu xa khiến những giáo viên dù bị phản ánh nhiều nhưng vẫn ở lại trong ngành tiếp tục giảng dạy là do hình thức kỷ luật còn nhẹ, không đưa giáo viên ra khỏi ngành mà chỉ điều chuyển nên dễ tái phạm. Ông Nguyễn Văn Ngai cho rằng với những giáo viên vi phạm bị kỷ luật, dù với mức độ vi phạm như thế nào cũng phải có thời gian thử thách tại chính môi trường đã vi phạm để sửa sai thì tốt hơn là vội vàng điều chuyển. Không thể tưởng tượng nổi, tại tòa đàm văn hóa ứng xử của người trẻ nơi công cộng do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp với Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM tổ chức, bà Thân Thị Thư, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đề cập, học sinh phản ánh cô giáo suốt học kỳ cô không giảng bài, không nói chuyện với học sinh, đến lúc này tôi vẫn không thể hình dung được, không tưởng tượng nổi về sự việc này. Đây là vấn đề ứng xử mà chúng ta cần hết sức quan tâm về các mối quan hệ học đường, đó là mối quan hệ giữa cô với học trò, giữa giáo viên với phụ huynh, giữa học trò và học trò, cần chú ý, cầu nối gia đình, nhà trường trong việc giáo dục học sinh, bà Thư nhấn mạnh. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Ủy ban Nhân dân TP.HCM diễn ra sáng 29 tháng 3, vấn đề cô giáo gần 4 tháng lên lớp không nói, không giảng bài cũng được đề cập. Ông Võ Văn Hoang, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho hay, thành phố cũng mới nắm được sự việc này. Ủy ban Nhân dân sẽ chính thức có văn bản gửi Sở Giáo dục Đào tạo xem xét, kiểm tra xử lý theo đúng thẩm quyền. Nếu có vấn đề gì khó khăn hay vượt quá thẩm quyền thì báo cáo lên lãnh đạo TP.HCM để có hướng xử lý. Người đàn ông đi bộ 6 ngày không ăn uống để trốn chạy khỏi trại vàng. Một người đàn ông ở Nghệ An đã trốn chạy khỏi trại vàng ở Quảng Nam và đi bộ 6 ngày để xuống thành phố Đà Nẵng tìm đường về quê. Ngày 2 tháng 4, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một người dân tộc quê ở Nghệ An trốn chạy khỏi trại vàng về quê. Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 30 tháng 3, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1 thuộc địa phận huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn phát hiện một người đàn ông mặc quần đùi áo xanh công nhân đi lang thang với dáng vẻ mệt mỏi.
Các chiến sĩ đã hỏi thăm người này và đưa về trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn. Tại đây, người này cho biết mình tên là Lò Văn Sơn, 43 tuổi, dân tộc Khơ Mú, quê ở Nghệ An. Ông Sơn cho biết ông có vợ và 6 người con hiện đang ở Nghệ An. Vài tháng trước, ông Sơn được đưa vào Quảng Nam để làm thuê cho một chủ trại vàng ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, ông Sơn thấy mình bị bệnh và kiệt sức vì không làm nổi nên đã xin chủ trả lương để về. Tuy nhiên, chủ trại vàng không đồng ý và cho nghỉ và không trả lương. Ông Sơn đã tự tìm đường trốn khỏi trại vàng và đi bộ 6 ngày từ huyện Phước Sơn về thành phố Đà Nẵng. Lúc này, trong người ông Sơn không có tiền, chỉ mang mỗi bộ quần áo trên người. Trên đường đi, ông Sơn nhịn đói và xin nước uống. Khi được lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, ông Sơn đói lả và kiệt sức. Lúc này, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã gom tiền túi để mua thức ăn, đồ uống, cùng 400.000 tiền mặt để hỗ trợ ông Sơn về quê. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đón xe, nhà xe cũng hỗ trợ chở ông Sơn về đến Nghệ An, miễn phí tiền xe, ăn uống dọc đường.